mày ở đây cho nó. Thì nó bảo nó bị ốm mà. Bạn gì đâu em? Đây co ạ. Thì em là phụ giúp kia nữa. Đây em đi học cùng với bạn. Sao mà cạnh của mình đấy. Một, hai, ba. Có đi chợ thôi mà. Với lại bây giờ đã đấy tao định mua thêm ít đồ dùng học tập nữa. Nhắc nhớt là tốt đấy. Tao thấy mấy anh hàng xóm ấy cũng dùng cái loại dầu này. Lại ra giúp em ấy bê nước đi. Tao nó bụng quá mẹ. Nó bụng quá sao?